Xin chào anh chị, ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác giúp dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt trên phần mềm Misa Mimoza.net 2020. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình. Để thực hiện được nghiệp vụ rút dự toán bằng tiền mặt, anh chị thực hiện qua 5 bước như sau. Bước 1. Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt. Bước 2. Chi từ dự toán tạm ứng. Bước 3. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng. Bước 4. Thanh toán tạm ứng. Bước 5. Lập chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh, trừ chi mua nguyên vật liệu, tài sản cố định nếu có. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 1, rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt. Anh chị thực hiện như sau. Vào nghiệp vụ kho bạc, chọn rút dự toán tiền mặt. Tích chọn tạm ứng đã cấp dự toán, khai báo các thông tin về chứng từ đã cấp dự toán. Nhập thông tin chung như tài khoản số, người lĩnh tiền, diễn giải. Nhập thông tin chứng từ như ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ. Sau đó, nhập các thông tin chi tiết của chứng từ, số chứng từ gốc, ngày chứng từ gốc nếu có, nguồn, chương, khoản, tiểu mục, số tiền và nhấn cất. Chương trình hiển thị thông báo bạn có muốn sinh phiếu thu không? Anh chị nhấn đồng ý để hệ thống sinh chứng từ. Kiểm tra lại các thông tin trên phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được lấy từ chứng từ rút dự toán tiền mặt sang. Khi chọn nghiệp vụ là tạm ứng đã cấp dự toán, chương trình tự động hạch toán vào tài khoản 3371, cấp phát là dự toán và nghiệp vụ là tạm ứng đã cấp dự toán. Đồng thời sinh tài khoản có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời. Nhấn cất. Sau khi lập chứng từ rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt, anh chị mở lại chứng từ rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt, nhấn in, chọn các mẫu in theo nghị định 11. Ví dụ, in mẫu C202A theo nghị định 11, khai báo một số thông tin trên tham số báo cáo, nhấn đồng ý. Nhấn xuất khẩu DVC, chương trình sẽ xuất khẩu chứng từ ra file XML, chọn nơi lưu tệp, nhấn xuất khẩu. Trường hợp chưa có sẵn thư mục lưu file xuất khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn có để phần mềm tự động tạo ra một thư mục lưu file xuất khẩu và hiển thị thông báo xuất khẩu thành công. Nhấn có để xem thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn không để đóng thông báo này. Sau khi xuất khẩu DVC thành công, anh chị sẽ thực hiện kết nối DVC. Chương trình sẽ chuyển sang hệ thống dịch vụ công của kho bạc nhà nước. Anh chị thực hiện đăng nhập và nộp chứng từ vào hệ thống DVC. Bước 2. Chi từ dự toán tạm ứng. Tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế để vào phân hệ tương ứng hạch toán nghiệp vụ. Ví dụ chi bằng tiền mặt. Vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu chi, khai báo các thông tin trên phiếu chi tiền mặt, nhập thông tin chung như người nhận, địa chỉ, lý do chi. Nhập thông tin chứng từ như ngày phiếu chi, ngày hạch toán, số phiếu chi. Sau đó, nhập các thông tin chi tiết của chứng từ. Tài khoản nợ là 61112, tài khoản có mặc định là 1111, số tiền. Anh chị chọn nguồn, chương, khoản, tiểu mục. Nghiệp vụ chọn tạm ứng đã cấp dự toán, rồi nhấn cất. Sau khi thực hiện xong bước 1 và bước 2, anh chị thực hiện bước 3, lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng. Vào phân hệ kho bạc, chọn lập bảng kê chứng từ đã cấp dự toán. Chọn khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng, nhập nội dung diễn giải. Nhập thông tin chứng từ như ngày lập, ngày hạch toán, số chứng từ. Tại tab bảng kê, anh chị tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê và nhấn cất. Sau khi được chấp nhận thanh toán, anh chị thực hiện bước 4, thanh toán tạm ứng. Vào nghiệp vụ kho bạc, chọn lập bảng kê, danh sách bảng kê chứng từ thanh toán. Kích đúc chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Chọn tab thanh toán. Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán và nhấn thanh toán trên thanh công cụ. Sau khi thanh toán xong, hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab hạch toán đồng thời. Khi có tài khoản 008211 số tiền âm và có tài khoản 008212 số tiền dương. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 5, lập chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh, trừ chi mua nguyên vật liệu, tài sản cố định. Vào tổng hợp, chọn chứng từ nghiệp vụ khác, nhập thông tin diễn giải. Và nhập các thông tin chứng từ, hạch toán tài khoản nợ 3371, tài khoản có 5111, nhập số tiền.
mục lục ngân sách. Nghiệp vụ chọn là tạm ứng đã cấp dự toán. Rồi nhấn cắt để hoàn thành. Trên đây em vừa hướng dẫn anh chị các bước rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt trên phần mềm MISA Mimoza.net 2020. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công.